sự. Đây là hàng dao phay phá 20 ly. Lắp thì theo tùy theo nhu cầu gia công á, thì coi chiều dài của dao bao nhiêu, cái này bao nhiêu để thao tác cho gia công nó không có bị sai lệch, không có bị hư hàng. Tương tự thì cái này cũng vậy, cái này là open, ngược chiều cái đồng hồ mở ra, còn này thì cùng chiều đồng hồ lắp khóa lại.